Ok, mến chào quý anh chị, bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì ngày mới chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Thì chủ đề hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về chủ đề là chuyển đổi từ thẻ ATM từ sang thẻ chip nha các bạn. Thì như các bạn đã biết á, thì nhiều ngày qua nhiều ngân hàng đã gửi thông báo đến người dùng về việc ngưng sử dụng thẻ từ và sẽ chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip. Từ và thẻ từ sẽ bị ngưng hỗ trợ và không được chấp nhận tên các điểm giao dịch trên toàn quốc sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 nha các bạn. Thì cái yêu cầu này đề ra nhằm để đảm bảo trong thông tư 41 của ngân hàng nhà nước. Đó, cụ thể như sau. Ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì loại thẻ từ vốn thông dụng và được sử dụng trước đây, thẻ từ chính thức sẽ không còn giá trị sử dụng và không được chấp nhận tên các trụ ATM hay là các điểm giao dịch thanh toán tên toàn quốc. Có nhiều bạn hỏi mình làm sao để phân biệt được thẻ từ và thẻ chip ha. Thì mình đã có lấy sẵn hai cái mẫu thẻ mình đã sử dụng, một cái là thẻ từ, một cái thẻ chip cho các bạn để phân biệt cho các bạn xem ha. Thì đây trên tay mình là một cái thẻ chip và một cái thẻ từ. Thì các bạn để ý giùm mình ha, thẻ chip thì lúc nào nó cũng có một chip vuông nhỏ như thế này ha. Đó. Để mà đọc nó đọc dữ liệu nha các bạn. Còn thẻ từ thì nó không, hoàn toàn không có. Đây là cái thẻ từ của mình đang cầm sử dụng ha, mình che lại số thẻ nè, ba là bảo mật nha. Đó, còn bên đây là cái thẻ chip đó, thì các bạn mà phân biệt giùm mình là đây là cái thẻ chip ha. Đó, và nó cũng tương tự giống nhau nhưng mà đều có số tài khoản ha. Đó, còn thẻ từ thì nó chỉ có một lần như thế này, bên dưới nó sẽ có một lần đen như thế này để mình đọc dữ liệu nha các bạn. Đó, thì hiện tại các ngân hàng đang có chính sách là sẽ chuyển đổi cái từ cái thẻ từ này sang cái thẻ chip này hoàn toàn miễn phí nha các bạn, trước ngày 31 tháng 12. Rồi thì mình chỉ chia sẻ một video ngắn thôi, chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Rồi, mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.